Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của 7 News. Những tin tức tâm điểm trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin hôm nay. Cầu tháp rơi xuống đường, người dân New York chạy tán loạn. Hãng tin AP dẫn lời thị trưởng thành phố New York Eric Adams nói rằng, hôm 26 tháng 7, một cầu tháp lắp bên cạnh tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, không rõ vì nguyên nhân gì đã bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa khiến cho một phần cần cẩu bị hư hại và đập vào kính của một tòa nhà đối diện, trước khi rơi xuống đường, khiến 4 người bị thương. Như mọi người có thể thấy từ các đống đổ nát, mọi thứ sẽ có thể tồi tệ hơn nhiều khi đường phố New York vào buổi sáng thường chật kín người đi bộ, xe hơi và xe buýt, ông Adam nói. Theo Phó Ủy viên Sở Cứu hỏa New York Joseph Pfeiffer, vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 25 phút sáng ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương. Cầu tháp khi đó đang nâng vật nặng 16 tấn. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an làm rõ vụ thầy chùa khuấy động mạng xã hội. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu yêu cầu kiểm tra làm rõ thông tin liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc, người báo chí phản ánh tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, khuấy động mạng xã hội thời gian qua. Văn bản này được gửi cho Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố chủ trì phối hợp cùng các cơ quan liên quan nói trên khẩn trương kiểm tra làm rõ về nhân thân của ông Nguyễn Minh Phúc. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm, sẽ xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo về Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin, vài năm trở lại đây, Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi, khuấy động mạng xã hội khi tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, là trụ trì chùa Hoàng Pháp Trung ương. Nguyễn Minh Phúc có những hành động, phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín của Phật giáo. Tối ngày 22 tháng 7, Công an quận Gò Vấp đã kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn uống hoạt động như mô hình quán bar và mời nhiều người về trụ sở làm việc, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc, dù không vi phạm gì. Nhưng việc ông mặc pháp phục tu hành xuất hiện tại địa điểm trên đã gây ra nhiều ý kiến bức xúc. Ô tô Camry lao lên vỉa hè ở Hà Nội, 4 người thương vong. Liên quan đến vụ ô tô nhãn hiệu Toyota Camry lao lên vỉa hè đâm vào nhiều người đang ngồi uống trà đá ven đường, hiện nay, đội nghiệp vụ của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang thụ lý điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 26 tháng 7, ô tô nhãn hiệu Toyota Camry do tài xế V, sinh năm 1963, trú tại Tây Hồ, Hà Nội, điều khiển đi trên đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, hướng từ cầu Thăng Long, bến xe Mỹ Đình. Khi đến ngã số nhà 154 đường Phạm Văn Đồng, tài xế bất ngờ mất lái khiến ô tô lao thẳng lên phía trước, va chạm với một xe máy, chưa rõ biển số và người điều khiển, rồi tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào 4 người đang ngồi uống trà đá. Cú va chạm mạnh khiến đầu ô tô bị móp méo, nắp capo biến dạng. Các vật dụng của quán trà đá như ghế, cốc, vỡ vụn, văng khắp vỉa hè. Ba nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E, trong đó một người đàn ông tử vong tại bệnh viện. Ba người còn lại bị thương nhẹ. Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ô tô. Qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, ghi lời khai của người chứng kiến, tài xế và người bị hại để điều tra, giải quyết vụ tai nạn. Ông Huỳnh Uy Dũng chưa có dấu hiệu đồng phạm với bà Phương Hằng. Ngày 26 tháng 7, một nguồn tin cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, CEO Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến vụ án. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị truy tố 4 bị can khác về tội danh với bà Nguyễn Phương Hằng, bao gồm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những vấn đề liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng, có dấu hiệu đồng phạm với bà Phương Hằng hay không. Sau khi điều tra bổ sung, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận chưa có dấu hiệu xác định ông Huỳnh Uy Dũng có dấu hiệu hình sự.
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. VTV xin lỗi vì sự cố hư hữu khiến bản tin thời sự 19 giờ chậm 14 phút. Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông tin về sự cố kỹ thuật bản tin thời sự 19 giờ ngày 26 tháng 7 trên website của nhà đài vtv.vn. Trước đó trong chương trình thời sự 19 giờ bị chậm, VTV cũng liên tục chạy dòng chữ xin lỗi khán giả vì sự cố kỹ thuật khiến chương trình thời sự phát cố định vào 19 giờ hàng ngày không thể phát đúng lịch. Đài Truyền hình Việt Nam chân thành xin lỗi quý khán giả và rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị về sự cố kỹ thuật của bản tin thời sự 19 giờ hôm nay 26 tháng 7. VTV mở đầu thông tin về sự cố trên website. VTV cho biết bản tin thời sự 19 giờ trên kênh VTV1 và VTV3 ngày 26 tháng 7 phát chậm 14 phút do trục trặc kỹ thuật. Hệ thống phát sóng và dự phòng bị treo vào đúng thời điểm lên sóng bản tin thời sự đã khiến Đài Truyền hình Việt Nam không thể phát sóng tại thời điểm đó. Sau hơn 10 phút khắc phục, bản tin đã được phát sóng trở lại. Hiện tại, Đài Truyền hình Việt Nam đang tập trung tìm hiểu nguyên nhân để xử lý triệt để tình trạng này. Đài Truyền hình Việt Nam xin gửi tới quý khán giả lời xin lỗi chân thành và rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị. VTV kết thúc thông báo bằng lời xin lỗi khán giả lần nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bản tin thời sự 19 giờ của VTV gặp sự cố như vậy. Tuyển nữ Việt Nam Bồ Đào Nha tìm bàn thắng lịch sử. Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha ở bảng E World Cup 2023 diễn ra lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam trên sân Waikato tại Hamilton, New Zealand. Cả Bồ Đào Nha và đội tuyển nữ Việt Nam đều là những tân binh của World Cup. Cả hai mới lần đầu tham dự giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Đôi bên đều chưa có điểm và chưa ghi được bàn thắng nào ở đấu trường này. Ở trận ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam thua Mỹ 0-3, còn Bồ Đào Nha thua Hà Lan 0-1. Chính vì thế, cả hai đội đều xem trận đấu vào chiều 27 tháng 7 là cơ hội để đi tìm điểm số và bàn thắng đầu tiên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam muốn đánh bại Bồ Đào Nha. Dù vậy, mục tiêu thiết thực của chúng ta chỉ là có điểm, có thể hòa hoặc chí ít là ghi bàn vào lưới đối phương. So về mọi mặt, Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Hiện tại, đội bóng châu Âu ở vị trí 21 thế giới, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 32. Điểm duy nhất chúng ta chắc chắn không thua Bồ Đào Nha, đó là tinh thần. Ngoài ra, chiến thuật và lối chơi mà đội tuyển nữ Việt Nam áp dụng cũng có thể không thua đối thủ, dựa vào kinh nghiệm và sự lão luyện của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đối thủ khác nhau, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có đối sách khác nhau. Ở trận đấu với Bồ Đào Nha, ông Chung khả năng sẽ cho các cầu thủ của mình phản công nhiều hơn so với trận gặp Mỹ cách đây ít ngày. Ân ái trong phòng tắm của nhà nghỉ, cặp đôi phát hoảng khi kiểm tra máy báo khói. Mới đây, một cặp đôi người Mỹ đã đệ đơn kiện người chủ nhà nghỉ mà họ từng thuê về tội quay lén bất hợp pháp. Theo tài liệu của tòa án, vào tháng 8 năm 2022, vợ chồng cô Kaye Ligat và anh Christian Capraro đã đi từ bang Texas đến bang Maryland để nghỉ dưỡng. Họ đã thuê một căn nhà nghỉ của chủ nhà Christopher Goetz thông qua ứng dụng đặt phòng. Sau khi nhận phòng, cả hai cùng nhau đi tắm và có quan hệ trong phòng tắm. Sau đó, cặp vợ chồng ra ngoài, nằm lên giường nghỉ ngơi và xem TV. Lúc này họ mới nhìn lên trần nhà và phát hiện chiếc máy báo khói trông rất bất thường. Thông thường một căn phòng chỉ cần một chiếc máy báo khói, nhưng ở đây lại có tầng 2 cái. Hơn nữa vị trí lắp đặt trông cũng rất đáng ngờ. Anh Christian quyết định kiểm tra kỹ càng thì phát hiện sự thật sốc. Trên thực tế, đó là máy quay lén được lắp đặt tinh vi, ngụy trang như một thiết bị báo khói. Cặp đôi tiếp tục phát hiện một máy quay lén khác trong nhà tắm, nơi họ vừa ân ái. Quá sợ hãi, cặp vợ chồng đã lập tức đổi sang nhà nghỉ khác, đồng thời báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã phát hiện thêm một máy quay lén nữa được ngụy trang thành máy báo khói ở tầng hầm của khu nhà, nơi một vị khách khác đang ở. Hai vợ chồng đã quyết định đệ đơn người sở hữu ngôi nhà với cáo buộc quay lén, xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp và đòi bồi thường 75.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng. Bão Doksuri vẫn cực nguy hiểm, tàn phá Philippines, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. AP đưa tin, bão Doksuri đã tấn công các tỉnh phía bắc Philippines với gió và mưa dữ dội hôm 26 tháng 7, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán khi mưa gió thổi bay mái nhà, làm ngập các ngôi làng ở vùng trũng thấp và gây ra hàng chục vụ lở đất.
Một trận lở đất đã chôn vùi một ngôi nhà ở thị trấn Baguaz, tỉnh Benguet, giết chết một người mẹ cùng đứa con và hai đứa trẻ khác, đồng thời làm bị thương hai người. Tại thành phố nghỉ mát Bagui, gần đó một thanh niên 17 tuổi đã chết khi đất bị xói mòn do mưa lớn chôn vùi nhà. Tại tỉnh Isabela cũng ở phía bắc, một phụ nữ bán bánh mì trên xe đạp đã chết khi bị cây dừa đổ đè vào đầu. Cơn bão đổ bộ vào đảo Fuga trước bình minh và sau đó đổ bộ vào một hòn đảo khác ở tỉnh Cagayan, nơi gần 16.000 người đã được sơ tán khỏi các ngôi làng ven biển có nguy cơ cao. Đồng thời, các trường học và nơi làm việc phải đóng cửa để đề phòng khi cơn bão đến gần, cơ quan chức năng ứng phó thảm họa cho hay. Hàng chục nghìn người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các vấn đề khác do cơn bão gây ra với phạm vi gió và mưa rộng 700 km. Theo dự báo bão mới nhất, bão Doxury yếu đi một chút nhưng vẫn nguy hiểm với sức gió 175 km/h, giật tới 215 km/h. 43 sinh viên mất tích bí ẩn, sự thật chuẩn bị được vén màn. Ngày 25 tháng 7, nhóm chuyên gia độc lập liên ngành GIEI, tổ chức được chính phủ Mexico thành lập để chuyên điều tra vụ mất tích bí ẩn của 43 sinh viên vào năm 2014 cho biết, ngay khi tình huống diễn ra, lực lượng quân đội, hải quân, cảnh sát và các cơ quan tình báo Mexico thực chất đã xác định được địa điểm các sinh viên theo đơn vị từng phút. Đêm ngày 26 tháng 9 năm 2014, tại địa phận thành phố Iguala, 43 sinh viên trường cao đẳng sư phạm nông nghiệp Ayotzinapa đã bị một nhóm người có vũ trang tấn công khi đang di chuyển trên xe buýt. Nạn nhân được cho là đã bị thủ tiêu tại một địa điểm khác. Theo kết quả điều tra tại thời điểm đó, vì hiểu lầm rằng nhóm sinh viên có liên quan tới băng đảng ma túy đối thủ, nên một nhóm cảnh sát tham nhũng đã móc nối với băng đảng ma túy để thủ tiêu 43 sinh viên. Trong khi đó, các tài liệu lưu trữ liên quan đến quá trình điều tra sự việc đều bị lỗi và không thể truy xuất được thông tin cần thiết, chứng tỏ của một số thành viên của các cơ quan an ninh Mexico đã thông đồng trên quy mô lớn để cố tình che giấu sự việc. Không chỉ vậy, vài giờ sau khi nhóm sinh viên mất tích, Trung tâm Giám sát An ninh của Chính phủ đã ghi nhận ít nhất 500 cuộc gọi về sự việc. Điều này cho thấy một số bộ phận của lực lượng hải quân và quân đội đã thực hiện các hoạt động chung nhưng không báo cáo lên cấp trên, cũng như thao túng thông tin liên quan đến vụ việc. Hiện nay, cơ quan pháp y nước này mới xác định phần thi thể còn lại của 3 người trong tổng số 43 nạn nhân. Hiện, GIEI vẫn chưa xác định được động cơ thực sự đứng sau vụ việc. Tiêm kích Ả Rập Saudi rơi khi huấn luyện, tổ bay thiệt mạng. Tiêm kích F-15SA của Không quân Ả Rập Saudi bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở miền Nam, khiến toàn bộ tổ bay thiệt mạng. Chuẩn tướng Tuki Al-Maliki, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết, tiêm kích thuộc phi đội F-15SA gặp nạn lúc 14 giờ 28 phút ngày 26 tháng 7 tại khu vực huấn luyện của căn cứ không quân ở thành phố Khamis Mers 2, cách thủ đô Riyadh khoảng 800 km về phía tây nam. Ông không nói rõ bao nhiêu người thiệt mạng, nhưng F-15SA là loại tiêm kích hai chỗ ngồi. Lực lượng không quân Hoàng gia Ả Rập Saudi sử dụng hàng chục tiêm kích này trong phi đội. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem xét nguyên nhân vụ tai nạn. Trong nhiều thập niên, tiêm kích F-15 là nền tảng mối quan hệ giữa lực lượng không quân Ả Rập Saudi và Mỹ, đối tác an ninh chính của Vương quốc Vùng Vịnh. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, F-15SA sẽ giúp ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm năng bằng cách tăng cường khả năng của lực lượng không quân chiến thuật Ả Rập Saudi nhằm chống lại các mối đe dọa trong khu vực. Cơ quan này cho biết trong tuyên bố năm 2010, khi trình Quốc hội kế hoạch bán 84 chiếc F-15SA cho Ả Rập Saudi. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!